Xin chào các game thủ mới chơi Liên Minh Huyền Thoại. Thì có rất nhiều câu hỏi của các em đặt cho anh là: anh ơi, hướng dẫn em cách vào một trận đấu Liên Minh Huyền Thoại với. Em mới chơi thì em không rõ. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để bắt đầu một trận đấu Liên Minh Huyền Thoại nhé. Đầu tiên ấy, đây là cái giao diện khi các bạn mới đăng nhập vào Liên Minh Huyền Thoại đúng không? Thì các bạn muốn chơi một trận đấu ấy, thì các bạn ấn vào trận đấu cho mình. Tiếp theo này, ở đây các bạn sẽ thấy này, ở những cái dòng trên cùng này, nó có các cái này: đấu với người này, đấu với máy này, tập luyện, tạo trận đấu tùy chọn, gia nhập tùy chọn. Đó, mình sẽ giải thích 5 cái menu trên cùng mình nhé. Mình gọi là cái menu là cái các bạn thể chọn này. Đầu tiên là đấu với người. Đấy, tức là sao? Là các bạn đấu với những người chơi khác cũng chơi Liên Minh Huyền Thoại, tạo trận đấu tổ đội 5 người ấy. Bạn hiểu chưa? Tức là 5 người bên bạn đấu 5 người bên kia. Đơn giản như vậy là đấu với người. Còn đấu với máy là sao? Đây, các bạn kích chuyển đấu với máy. Đấy, các bạn đấu với bot của Liên Minh Huyền Thoại tạo ra để các bạn tập luyện, cải thiện trình độ. Thông thường đấu với bot này thì sẽ dành cho những người mới chơi. Đây, như các bạn có thể thấy các mức độ của bot này, cực dễ này, dễ và trung cấp. Thì các bạn mới chơi thì các bạn, mình nghĩ là các bạn nên tập luyện đánh với bot trước, xong bắt đầu đấu với người. Còn đây là tập luyện. Thì ở đây nó có hai cái chế độ, đó là hướng dẫn tức là sao? Hướng dẫn cho những người mới bắt đầu chơi ấy. Thì các bạn muốn chưa vững những gì, hiểu cái gì ấy, thì trong đây nó sẽ có cái hướng dẫn cơ bản cho các bạn chơi được chưa. Còn đây là chế độ phòng tập. Phòng tập này tức là thế nào? Phòng tập này là bạn sẽ có thể tạo ra được những cái tùy chỉnh, tức là gọi là những cái tùy chỉnh theo ý của mình ấy. Ví dụ như là tạo ra trình độ này, tặng vàng này, tăng tốc độ thời gian trận đấu các thứ này, thì các bạn có thể vào phòng tập. Thường ấy, những game thủ trình độ cao ấy, thì người ta sẽ vào phòng tập này, người ta test tướng, người ta sẽ test cái skin hoặc test cái sát thương ấy để hiểu con tướng ấy hơn. Thì đó là cái ở chế độ tập luyện được chưa. Còn tạo trận đấu tùy chọn này là sao? Tạo trận đấu tùy chọn này nó lại chia ra làm hai cái. Đầu tiên là summon hit này, thì nó là cái bản đồ gọi là bản đồ bình thường đấu 5 năm của Liên Minh Huyền Thoại ấy. Còn vực do vú này là cái giao diện một cái đường thẳng các thứ ấy, các bạn có thể thấy trên màn hình ấy. Thì ở đây là các bạn sẽ tạo một trận đấu bao gồm 10 người và các bạn có thể mời bạn bè hoặc bạn bè mình vào chơi. Đấy, ở đây thì các bạn có thể cài mật khẩu này. Đấy, các cái chế độ như này. Ở đây chọn ẩn, cấm chọn ẩn tức là sao? Là sẽ thoải mái chọn tướng, cấm chọn là các bạn có thể cấm một ý tướng, không cho bên cả hai bên đều không được chọn. Đấy, tất cả ngẫu nhiên là để Liên Minh Huyền Thoại tự random. Đấy, tự random tướng. Còn đánh giải này tức là sẽ cấm được 5 người, cấm được mỗi bên được cấm 5 tướng. Còn dưới đây là cái chế độ khán giả tạo trận, và giống như kiểu các bạn hiểu đây là cái cho khán giả vào xem trực tiếp trận đấu ấy. Đấy, thế là về phần cái tạo trận đấu tùy chọn. Còn gia nhập trận đấu tùy chọn này là sao? Tức là đây, mình ví dụ nhá, mình vào trận đấu của ông này, ông ấy đang có 9-10 người đâu, mình vào thì có thể người ta sẽ cho mình chơi. Hoặc đây là một cách khác để bạn tìm cái trận đấu tùy chọn mà bạn bè bạn đã tạo sẵn, được chưa? Đấy, đây ở đây, ấn vào đây này. À, thấy sẵn 9 người đang ấy này. Đấy, các bạn thấy không? Đây là người ta đang tạo trận đấu chọn, nhưng mà tôi người ta kích mình ra. Thường nó không quen thì ta sẽ không. Mạng mình hôm nay hơi lag tí. Máy cũng hơi lag. Đó. Thế là mình giải thích qua cho các bạn về 5 cái menu tùy chọn ở trên cùng đấy nhá. Thì bây giờ tiếp theo mình sẽ giải thích kỹ hơn về cái phần đấu với người này. Đấu với người ở đây thì các bạn sẽ có tùy chọn được 4 cái. Đầu tiên là đấu nhanh này, tức là thế nào? Đây mình kích vào cho các bạn xem nhé. Ở đây đấu nhanh thì các bạn cần phải chọn hai nan, tức là hai đường mà các bạn muốn đi. Đó, xong nó bắt đầu các bạn cần phải chọn tướng. Chọn tướng thì các bạn kích vào cái phần tự tướng này và chọn vị tướng thôi. Lưu ý là cần phải chọn cả phép bổ trợ cả học ở đây nhé. Đây, thế thôi. Xong mà ấn tìm trận, thế được. Còn chế độ cấm chọn này là sao? Bạn sẽ cần chọn hai nan của các bạn, sau đó ấn mở tìm trận, lúc đó là bạn sẽ được cấm tướng này. Sau đó bắt đầu mới chọn tướng, được chưa? Đó là chế độ cấm chọn. Còn chế độ các bạn đơn đội là sao? Tức là mỗi trận đấu của bạn, bạn sẽ được tính điểm và dần dần cải thiện cái thứ hạng của mình lên. Thấp nhất là danh sắt và cao nhất là danh thích đấu. Đó là gọi là xếp hạng đơn đội. Đơn đội này thì mình nhớ hình như là dưới danh cao thủ ấy
thì vẫn đua hai người được, nhưng mà trên danh các bạn bắt đầu danh cao thủ đại cao thủ thách đấu ấy, thì là hiện tại là sẽ là chỉ dùng một người chơi thôi. Tiếp theo đến danh linh hoạt thì là sao? Danh linh hoạt này tức là bạn có thể mời bạn bè mình vào chơi cùng đó. Thì nhá, nếu mà tổ đội 4 người thì không chơi được, chứ tổ đội 1, 2, 3 và 5 đều chơi được đó. Đó là các bạn hiểu về bộ chế linh hoạt cấm chọn. Tiếp theo là chế độ Adam. Adam như mình vừa giải thích rồi đấy. Chế độ này là chế độ là cái map là nó chỉ có một đường thẳng thôi, và hai đội sẽ đấu với nhau ở trên cái map đấy, ở trên cái đường thẳng đấy. Đấy, thì các bạn cứ hãy trải nghiệm thử cái chế độ này. Đây các bạn bấm vào chơi thôi. Cái chế độ này thì nó rất là nó đơn giản với chế độ khác. Các bạn chỉ cần bấm tìm trận và các bạn vào máy máy chủ thì mình phải sẽ tự động chọn cho bạn một tướng, và bạn có thể xúc sắc một hoặc hai lần để đổi tướng khác. Đấy, tiếp theo đến cái hiểm họa võ đài này là cái chế độ mà thỉnh thoảng có sự kiện thì mới có. Và cái chế độ hiểm họa đổ bộ này cũng là chế độ mới chơi, thì chắc là mình sẽ làm một cái video sớm nhất để các bạn hiểu hơn cái chế độ này. Chế độ võ đài này là chế độ mỗi một tổ đội sẽ có hai người và đấu với 7 tổ đội khác, tổng cộng là 16 người. Nó có tích hợp vừa skin của đánh thường này, vừa skin của đấu trường chân lý, vừa được chọn loại đấu trường lý. Đấu trường chân lý chính là đây. Đây, đấu trường chân lý thì cũng giống như kiểu đấu xếp hạng này, cũng có thường xếp hạng này, cặp đôi hoàn hảo và xúc tác siêu tốc. Thường tức là bạn sẽ không được đánh cộng điểm, còn xếp hạng là sẽ được cộng điểm. Đó. Cặp đôi hoàn hảo phát triển tức là bạn sẽ phải chơi cùng với một người nữa để bắt cặp một trận đấu. Đấu trường chân lý nhá, thì tối đa cho đánh xếp hạng là 3 người, còn thường là 8 người nhé. Xúc sắc siêu tốc là tức là cái chế độ này là cái chế độ gọi là các bạn sẽ có ít máu hơn nhưng mà sẽ ra nhiều tiền, nhiều tướng hơn. Đó, đó là tất cả các chế độ chơi mà các bạn phải chơi ở trong game điện thoại và cách bắt đầu một cái chế độ chơi nào đó. Thì nếu các bạn không hiểu vấn đề nào ấy, các bạn có thể comment ở bên dưới để mình giải thích cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.